Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Eway 301. Ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm vô cùng là đặc biệt và cao cấp. Đó là một chiếc âm ly tàu. Và tàu này không phải là tàu bình thường mà nó là tàu trung ương. Và những anh em nào đang sử dụng những chiếc âm ly bãi thì cân nhắc trước khi xem sản phẩm này. Rất có thể anh em sẽ thay âm ly mới. Và những anh em nào, kể cả những anh em nào sử dụng những âm ly như Macintosh thì anh em cũng phải ganh tị với mức giá của chiếc âm ly này. Nó quá đẹp, nó quá hay. Thì xin mời anh em cùng theo dõi xem là bên trong này có gì nhá. Đây là một chiếc âm ly đến từ hãng Line Magnetic, một thương hiệu rất là phổ biến và nổi tiếng trong thị trường châu Âu. Có thể là ở Việt Nam thì nó rất ít người biết đến, thế nhưng là không có, bởi rất nhiều anh em chơi và có cái đánh giá rất là tích cực ở trên các diễn đàn. Lý do nó ít biết đến bởi vì vẫn là cái thói quen sử dụng hàng bãi ở Việt Nam vẫn rất là nhiều. Thì hôm nay anh em cùng theo dõi xem là bên trong chiếc âm ly này có gì đặc biệt và có đáng để chúng ta đầu tư hay không. Thì tôi tin chắc rằng sản phẩm này sẽ là một cái sự lựa chọn rất là thông minh cho anh em nào đang muốn tìm kiếm một chiếc âm ly tầm trung cao và cao cấp. Đây, đập ngay ở mắt một chiếc điều khiển bằng nhôm phay hết rồi. Xem bên trong có gì nào. Okay, đây là nội dung chính của chúng ta. Tôi sẽ bê chiếc âm ly lên rất là nặng. Chiếc âm ly này nặng 22,5 kg anh em nhé. 22,5 kg. Đây là có dây nguồn của nó. 22,5, tức là so với cân nặng của một chiếc âm ly đèn của Macintosh thì như là chiếc âm ly đèn của Macintosh MC75 giá trên 200 triệu nặng 17,2 kg thì chiếc âm ly này nặng hơn 5 cân so với chiếc âm ly đèn của Macintosh. Mình so sánh thì cân nặng thôi nhé. Rồi, ok, sẽ cắm nguồn vào, dây nguồn đi kèm. Ok, sau khi cắm dây nguồn rất là chắc chắn rồi. Đây là sẽ nhìn tổng quan bên ngoài một chút, chúng ta sẽ có gì nào. Mình sẽ tháo cái bóng này ra cho anh em xem. Tháo cái đầu trục bóng này ra. Anh em có thể nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh về cái màu sắc rất là đẹp. Mình sẽ tháo những ốc này ra. Video này mình quay trực tiếp nên là anh em chịu khó xem nhá. Chỗ nào mà lỡ mất thời gian quá thì anh em có thể tua. Đó. Mình muốn quay trực tiếp, không cắt ghép chỉnh sửa để anh em xem trực tiếp. Đó. Đây. Đây là bốn cái bóng. Nó gọi là âm ly đèn. Và rất là đẹp, rất là... Anh em thấy gì chưa? Xem nào, có gì nào. Ở đây, ba cục biến thế. Đây, phía sau này rất là nặng. Với ba cục biến thế. Và bốn chiếc bóng rất là to, KT88, và bốn chiếc bóng nhỏ hơn. Phía trên này mặt đồng hồ này, để chỉnh các chế độ này. Ok. Volume chỉnh này được cắt các đường nét rất là tinh tế, anh em có thể thấy. Và cái bề mặt một miếng nhôm mà mình rất thích và cũng rất hay để ý những cái chi tiết nhỏ như là những con ốc lục giác ở đây được đính rất là tinh tế, cùng với cái mặt là nhôm xước, nhôm phay ở đây trên một cái nền màu như kiểu anh em có thể nhìn giống như màu đá giả đá.
cái màu sơn rất là đặc biệt. Và kể cả những âm ly hay ấy, như là Macintosh thì mình vẫn cảm thấy là không được có cái màu sơn nó hiện đại như này, rất là sang trọng, rất là đẹp. Mình chơi âm ly Macintosh rất là nhiều rồi và vẫn là mấy cái màu sơn chủ đạo, và cũng rất là gato, rất là ganh tị với cái hãng này, tại sao nó có thể làm được cái điều nhỏ như vậy nhá. Rất là, phải nói là rất là chiều người tiêu dùng nhá, rất là để ý đến những cái điểm nhấn, để ảnh cái nút này, chỉnh này, chế độ này, các cái đường nét cắt tỉa rất là gọn. Live Magnetic, con này modem là LM216IA anh em nhé. Đó, rồi quay sang phía sau cho anh em xem. Phía sau đây, đây là cầu loa, cầu ra hai loa anh em này, đặc biệt là đây là hỗ trợ đánh 4 ohm này, đánh 4 ohm này hoặc đánh 8 ohm. Đây có một cầu âm anh em nhé, mỗi vế này, xem một vế đi. Đây là một dây âm này, dây dương đánh 4 ohm này, ký hiệu 4 ohm này hoặc đánh 8 ohm, 4 hoặc 8, ra hai loa. Đó, này cũng vậy, nó trái nó phải. Phía sau này vẫn là cái mã vạch của sản phẩm này, dùng điện trực tiếp 220V anh em nhé. Đấy, cổng, các cổng vào này, các cổng vào được bảo vệ những đầu jack mạ vàng. Đấy, đường analog CD này, line 1, line 2, line 3. Đó, rất là đẹp. Các cái điểm tiếp xúc mạ vàng quý vị có thấy rất là sang trọng. Tí mình sẽ test anh em nghe. Thì đây là phần chân, phần chân cũng rất là đẹp, anh em có thể xem, rất là nặng. Vì sao những chiếc âm ly này nó nặng như vậy? Là bởi vì quý vị có thấy ba cục phía sau này là ba cục biến thế. Cục, một cục đầu tiên tức là có tác dụng là hạ nguồn điện xuống, và hai cục biến thế sau là có tác dụng là khi mà âm thanh trước khi ra hai loa nó sẽ đi qua hai cục biến thế này. Đó, nó gọi là, đây là kiểu âm ly xuất âm biến thế. Còn thực tế có ba loại kiểu âm ly, thứ nhất là xuất âm biến thế như chúng ta thấy đây, tức là âm thanh trước khi ra loa sẽ đi qua hai cục biến thế. Và một kiểu xuất âm khác đó là xuất âm tụ, tức là âm thanh trước khi ra loa sẽ đi qua một con tụ chấn ở cửa, người ta gọi là xuất âm tụ. Và có một loại xuất âm nữa, thứ ba là xuất âm thẳng, tức là âm thanh nó sẽ được khuếch đại bởi những con sò, con transistor, và sau đó khuếch đại luôn ra loa, chuyển luôn ra loa, gọi là xuất âm thẳng. Thì ưu điểm của xuất âm biến thế này tức là âm thanh nó đi qua các cục biến thế này, nó giống như là cái bộ lọc, nên là âm thanh nó rất là sạch sẽ, tinh tế và trong trẻo. Và cái hãng mà trung thành với kiểu xuất âm biến thế này là Macintosh. Tất nhiên là những cái âm ly mà sử dụng kiểu xuất âm biến thế thì thường thường sẽ có kích thước và cái cân nặng rất là cao, những con này, bởi những cục biến thế này nó rất là nặng. Thế nên là những âm ly có kiểu xuất âm biến thế như này có cái âm thanh nó rất là tinh tế, có thể nói rằng là đứng top đầu trong những cái kiểu âm ly mà cho cái độ âm thanh nghe nhạc chuyên nghiệp, chính là những cái dạng xuất âm biến thế như thế này. Và ở đây sẽ có những loại bóng, có hai loại bóng. Thứ nhất là loại bóng nhỏ như này, là loại bóng này tham gia vào âm sắc. Và loại bóng thứ hai tức là nó tham gia vào khuếch đại bao công suất. Đó, ở đây bóng này là bốn con bóng to KT88 này. Đấy, bóng rất là cao cấp. Và chơi âm ly đen, quý vị hoàn toàn có thể độ chế những con bóng này nhá. Đó, rồi mình sẽ bật lên anh em xem nhá. Cắm dây loa test thử cho anh em trước đã. Đây, cắm dây loa. Cắm loa của mình là 8 ohm, mình sẽ cắm cầu 8.
Cầu loa phía sau anh em hoàn toàn có thể cắm bắp chuối hoặc là mỏ chim càng cua đều được nhé. Cọc loa đa năng. Ok. Rồi công tắc nguồn phía phía bên cạnh bên trái đây. Anh em ơi, xem. Bật nguồn lên. Đây, à, còn một cái nữa cho anh em để ý. Anh em để ý. Ở đây họ có cho chúng ta hai chiếc cầu chì chống cháy. Nói chung là cầu chì này trong trường hợp chúng ta bị cháy thôi, nhưng mà rất là khó, hai chiếc cầu chì chống cháy và một quyển tắc catalog. Đây và một chiếc phong bì. Đấy, tạm thời mình tắt con em ly đi đã. Một chiếc phong bì. Bên trong có gì nào? Đây, một chiếc phong bì có cái giấy cũng rất là ấn tượng. Có thể nói là hãng này rất là tinh tế, rất biết cách lấy lòng người tiêu dùng. Đây là những model sản phẩm của hãng, quý vị có thể tham khảo. LM518IA này, rất là nhiều cái mã. Con của chúng ta là 216IA. Đây, chính là con này 216IA. Và con này có cái màu mình rất là ấn tượng và rất là thích cái màu của con này. Đấy. 22W, 22W một cây. Và lẽ mình cũng phân tích là ưu điểm của kiểu xuất âm biến thế này, tức là cho âm thanh nó chi tiết, nó sạch sẽ, nó trong trẻo, nó tinh tế ở top đầu. Thế nhưng nhược điểm của những kiểu âm ly xuất âm biến thế, tức là về công suất nó không mạnh như những dòng xuất âm tụ hay là xuất âm thẳng. Thế là công suất đầu ra của nó sẽ khoảng 22 đến vài chục watt thôi, không phải hàng trăm hay hàng nghìn watt nha. Rồi, tiếp theo là có cái gì nữa? Đây có thể là modem để chúng ta viết mã sản phẩm thế này để bảo hành bảo tỏi. À, một quyển hướng dẫn sử dụng này, cũng thông số cũng ghi rất là chi tiết. À, xem nào. Đây, quý vị có thể tham khảo trước khi đây cầu loa này, cắm rắc này, bắp chuối này, cài càng cua này, sỏ ra rắc mỏ chim này đều được này. Họ ghi rất là chi tiết này. Đây, cái mặt đồng hồ này. Đó, cách cắm dây này. Đây. Cái điều khiển này. Đây, điều khiển đây. Quý vị thấy cái điều khiển này đẹp không? Hoàn toàn bằng nhôm phay hết, rất là sang trọng. Cái này mình rất là mình dùng âm ly hàng bãi rồi, cũng rất là ghen tị đấy. Những cái sản phẩm như này rất là đẹp. LM02 Z1. Đó, quý vị thấy thích chưa? Anh em nào mà đã bắt đầu có ý định đổi âm ly chưa? Mình sẽ test thử một đoạn cho anh nghe. Test qua một chiếc giải mã nhạc mạng thôi. Này. Ok. Một chiếc âm ly vừa đẹp vừa hay, không có gì để chê. Sẽ bật nhạc cho anh em đợi chút nha. Từ từ đã, bởi vì video này khá dài rồi thì mình sẽ xin phép dừng video clip tại đây. Clip test thì mình sẽ để trong video tiếp theo anh em nhé. Và mình sẽ hứa hẹn sẽ anh em là sẽ mang cái chiếc âm ly này đi test cặp loa khủng ở phía dưới anh em nhé.
anh em có thể tham khảo. Và cuối cùng là phần bình luận của quý vị và các bạn về chiếc Omni này nhá. Đó, rất là đẹp về cái độ trang trí nữa, đảm bảo là cái độ trình trang trí rất là gấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nhé. Quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp gì hãy để lại phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.